Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng Hoa Kỳ. Đây cũng là chủ đề hiếm hoi mà ông chủ Nhà Trắng có chung quan điểm với người tiền nhiệm. Trên thực tế, chính sách mua hàng hóa sản xuất tại Mỹ đã có từ năm 1933, nhưng những ngoại lệ đã dẫn đến tình trạng một số sản phẩm dù được đánh tem sản xuất tại Mỹ nhưng phần lớn thành phần lại nhập khẩu từ nước ngoài. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng đây là một bước đi quan trọng hướng tới xây dựng lại xương sống của nước Mỹ. Đây là một phần trong kế hoạch kinh tế rộng lớn mà Tổng thống Joe Biden đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp Mỹ và chấm dứt sự phụ thuộc vào hàng hóa nước ngoài. Theo Tổng thống Joe Biden, đại dịch COVID-19 đã làm bộc lộ những điểm yếu trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện tại đặt ra là Mỹ tự sản xuất thiết bị bảo hộ và các nguồn cung cấp thiết yếu. Đại dịch đã cho thấy chúng ta không bao giờ có thể để mình bị rơi vào tình thế phải dựa vào một nước bên ngoài không cùng lợi ích để bảo vệ người dân trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. Chúng ta cần tự chế tạo thiết bị bảo hộ, các sản phẩm và nguồn cung cấp thiết yếu. Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh để đảm bảo rằng họ cũng có các chuỗi cung ứng linh hoạt, ông Biden nói. Sắc lệnh hành pháp mới lặp lại các biện pháp chính người tiền nhiệm Donald Trump đã thực hiện để thúc đẩy nhà nước liên bang mua nhiều sản phẩm của Mỹ hơn. Theo ông Joe Biden, sau 4 năm áp dụng chính sách thương mại theo chủ nghĩa bảo hộ của ông Donald Trump, chưa phải là lúc để tự do hóa toàn diện. Tuy nhiên, các công ty Mỹ đã cảnh báo những quy tắc quá ngặt nghèo có thể đẩy chi phí lên cao, gây khó khăn cho việc mua các bộ phận được sản xuất bên ngoài. Trong khi đó, những đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ như Canada hay các nước châu Âu luôn cảm thấy chiến lược mua hàng hóa Mỹ đã ngăn cản các công ty của họ tiếp cận một số đấu thầu nhất định từ chính quyền Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mark Journal, một khi nhận thấy chính sách mua hàng hóa Mỹ gây ảnh hưởng tới thương mại của đất nước, Canada sẽ bày tỏ quan điểm của mình. Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland nhấn mạnh rằng chính phủ nước này sẽ làm việc vì một mối quan hệ thương mại song phương cân bằng, đôi bên cùng có lợi. Theo cây bút John Howard của CNN, điều quan trọng nhất là ở tân Tổng thống Mỹ có sự hội tụ của những phẩm chất và kinh nghiệm phù hợp với cương vị mà ông đảm bảo rằng trong nửa thế kỷ hoạt động trong chính trường Mỹ, ông Biden đã xây dựng được mối quan hệ cá nhân với các đồng nghiệp ở cả hai đảng phái. Trước những lo ngại của các đồng minh, ông Joe Biden cho biết Mỹ cam kết làm việc với các đối tác thương mại của mình để hiện đại hóa những quy tắc thương mại quốc tế, bao gồm cả những quy tắc liên quan đến mua sắm công để tiền của người nộp thuế, kích thích đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và góp phần vào chuỗi cung ứng linh hoạt. Ông Biden đặt chân vào Thượng viện ở thời điểm mà sự khác biệt về ý thức hệ giữa các đảng phái gây ra nhiều mâu thuẫn và chia rẽ. Nhưng ông vẫn giữ nguyên lập trường không phán xét động cơ của các đối thủ chính trị. Joe Biden đã làm việc với lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell hơn 2 thập kỷ và hai bên thường có các cuộc đàm phán để tìm kiếm những thỏa thuận chung. Khi ông Biden có làm phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama, dù đóng vai trò sứ giả, ông Biden vẫn không ngăn được việc ông Mitch McConnell phản đối quyết liệt gần như tất cả chương trình nghị sự của chính quyền Obama và nỗ lực đó ngày càng mạnh mẽ. Sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện vào năm 2014, trước khi đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung tại bang Georgia ngày 5 tháng 1 2021, ông Mitch McConnell nhiều lần công khai ý định phản đối các chương trình nghị sự của tân Tổng thống. Hiện đại việc đảng Dân chủ giành được 50 ghế tại Thượng viện đã làm thay thế cán cân quyền lực trong thời gian tới. Sự kiểm soát của đảng này đối với lưỡng viện quốc hội sẽ tạo thuận lợi cho chính quyền Biden thực hiện chương trình nghị sự và tối đa hóa cơ hội của ông trong việc thu hút sự ủng hộ của các thành viên ôn hòa trong đảng Cộng hòa. CNN cho rằng những ưu tiên trong chương trình nghị sự của ông Biden, chẳng hạn như việc đề xuất gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD và phát triển cơ sở hạ tầng, cũng được cho là sẽ thúc đẩy cơ hội này đối với các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động, những người đã giúp ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Kinh tế và các vấn đề
cơm ăn áo mặc hàng ngày được quan tâm hơn so với các vấn đề như phân biệt chủng tộc hay nạo phá thai. Ông Biden chỉ giành được 10% sự ủng hộ của nhóm cử tri này trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020. Tuy nhiên, việc trở thành chủ nhân Nhà Trắng tạo cho tân tổng thống cơ hội để thu hút sự ủng hộ của họ nhiều hơn nhờ một số sáng kiến mà chính quyền của ông đưa ra. David Zur, một chiến lược gia bầu cử hàng đầu của Đảng Dân Chủ, nhận xét: đây là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có được. Xuất thân từ tầng lớp trung lưu từ thế hệ trước, ông Biden được cho là đã bổ sung vào chương trình nghị sự của Đảng Dân Chủ những chính sách thân thiện đối với các cử tri đang cảm thấy bị đe dọa bởi sự thay đổi về kinh tế và văn hóa. Đảng Dân Chủ không thể hành động một mình. Hình ảnh của tân Tổng thống Mỹ cũng trở nên gần gũi hơn sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6/1/2021, sự kiện khiến ông Trump phải đối mặt với phiên tòa luận tội lần thứ hai. Tại Thượng viện, trước những rạn nứt sâu sắc bên trong Đảng Cộng Hòa, ông Biden lại càng có cơ hội thu hút những thành viên đi ngược lại đường lối của đảng này. Theo một cuộc thăm dò của Đại học Queen Flag tuần trước, 15% thành viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ luận tội ông Trump, 17% cho rằng người da trắng thường đẳng đã có ảnh hưởng lớn đối với cuộc bạo loạn, 33% không muốn cựu Tổng thống Donald Trump đảm nhiệm vai trò quan trọng trong đảng phái chính trị này trong tương lai, 67% thành viên Đảng Cộng Hòa tin rằng ông Biden không chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống, còn 28% thì có quan điểm ngược lại. Thành công của chương trình nghị sự mà chính quyền ông Biden đưa ra sẽ phụ thuộc vào sự đồng thuận của lường đảng. Dù bày tỏ sự lạc quan, nhưng Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Moorefield vẫn phải cảnh báo: chúng ta phải nhìn nhận bản chất vốn có của Thượng viện, đó là sự chia rẽ nghiêm trọng, không như những gì chúng ta mong muốn. Chính quyền Biden lẽ sẽ muốn dành chút thời gian để xem lường đảng có chấp nhận các ưu tiên của ông hay không, nhưng tất cả chúng ta phải chuẩn bị sẵn cho câu trả lời không. Việc ông Biden từng nhượng bộ Đảng Cộng Hòa trong các cuộc đàm phán để hai bên có thể tiến tới các thỏa thuận chung trong thời gian ông làm phó tổng thống cùng khiến phe Dân Chủ lo ngại. Còn nhớ nghị sĩ Harry Reid bang Nevada, người từng đảm nhận vai trò lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã từ mặt ông Biden trong nhiều tháng vì cho rằng ông đã quá nhượng bộ ông McConnell. Mặc dù ông Murphy và các thành viên Dân Chủ khác tại Thượng viện hy vọng các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa sẵn sàng hợp tác với họ, song ông cho rằng chính quyền Joe Biden cần phải chuẩn bị cho kịch bản phe Cộng Hòa nhanh chóng thực hiện các nỗ lực can trở như những gì đã diễn ra thời Obama. Theo giới phân tích, dù đưa ra cam kết hàn gắn đất nước, ông Biden nhiều khả năng sẽ không tiếp nối chiến lược giống như của ông Obama. Thay vì tìm kiếm sự ủng hộ của Thượng viện, ông Obama tự đặt bút ký vào tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran, Hiệp định Paris và biến đổi khí hậu, vì ông biết hành động này khó bị lật lại. Trái lại, mục tiêu của ông Biden là cố gắng tìm kiếm sự đồng thuận. Đó là lý do tại sao ông từ chối yêu cầu của các thành viên Đảng Dân Chủ muốn nhanh chóng thông qua dự luật kích thích kinh tế ngay lập tức, bất chấp sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Nói cách khác, tân Tổng thống Joe Biden không muốn Đảng Dân Chủ hành động một mình. Nếu phe Cộng Hòa thực sự quan tâm đến việc hàn gắn đất nước, ông ấy sẽ khuyến khích họ tham gia. Nếu họ muốn tạo ra rào cản, ông ấy sẽ sẵn sàng phá vỡ rào cản đó. Và thách thức lớn nhất trên trường quốc tế sẽ là quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Chuyên gia Trần Duy Kim, Phó Chủ tịch hãng tư vấn His Magic, nhận xét: hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mâu thuẫn về ý thức hệ, cạnh tranh về năng lực quân sự và quyền lực, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc với phần còn lại thế giới khiến các nguy cơ rủi ro ngày càng gia tăng. Vấn đề địa chính trị số 1 là mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Dan Zygin phát biểu với CNBC tại Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu của Hội đồng Anti-Atlantic diễn ra vào ngày 19/1 theo hình thức trực tuyến. Liệu đó có phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới không? Nó không giống như cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, bởi vì hai nền kinh tế này quá phụ thuộc vào nhau. Chúng ta sẽ nhận thấy nhiều quốc gia khác đang lo ngại về việc phải chọn bên. Theo chuyên gia Dan Zygin, các nhà lãnh đạo tại Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latin đã tỏ ra lo ngại về phản đối việc bị mắc kẹt trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc thế giới.
Tôi cho rằng đây sẽ là một quá trình phức tạp vì có nhiều yếu tố đan xen. Ông Dan Zyki nói, các nhân vật mà Tổng thống Biden đề cử giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền mới đã không ngần ngại bày tỏ lập trường cứng rắn với Trung Quốc trong phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện ngày 20 tháng 1. Ông Antony Blinken, người được đề cử giữ vị trí Ngoại trưởng Mỹ, nhấn mạnh rằng Tổng thống Trung đã đúng khi thực hiện cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc, nhưng nói thêm rằng ông không ủng hộ các biện pháp mà ông Trung đã thực hiện. Ông Antony Blinken khẳng định rằng Trung Quốc đã đặt ra thách thức quan trọng nhất đối với Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.